Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là Đi đây. Hôm nay nhân sự kiện game cho ra con tướng mới Xuân Tốc Đỏ nên mình sẽ vào chiêu mộ thử xem sao. Nghe mọi người than phiền chiêu mộ ra thấp nên mình sẽ thử nốc hết số thùng bia hiện tại của mình luôn. Xem là tỷ lệ nổ hủ của mình hôm nay ra sao. Trong cái chiêu mộ đặc biệt này chỉ có 4 vòng thôi, nên tổng lại chỉ có tốn 600 thùng. Dù có mở nhiều hơn thì chỉ thường có vậy thôi. Để biết sự may mắn của mình như thế nào thì chúng ta hãy bắt đầu thôi. Artificial.
feel. Up all night thinking, passing the time. Anxiously waiting, you're on my mind. Losing your winning, can't get it right. Hoping you see me for more than just night. Up all night thinking, am I on your mind? Will you come meet me and change my life? Please love, could be deeper. Never know. If you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of the pain. I'm tired.
my head it was empty. But I know that I want to be where you are. Để vào xem lại xem trên 1000 thùng được bao nhiêu con. Tổng được 5 con thì mấy bạn cảm thấy mình hên hay xui hoặc là bình thường? Nhận thư cái nữa. Tổng hết được 9 con. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye.